Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn, chia sẻ cho các bạn một app mới kiếm tiền ở trên điện thoại iPhone. Đó là app thẻ cào. App thẻ cào đây. Các bạn tải. Ta mở app này. Ok. Đây, app này mình trước mình đã cài rồi. Thế mình khi mình cài xong mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Đây là phần các bạn tích lên đấy, đây là các phần một là tài khoản này, chức năng này, hai là nhật ký đổi thẻ và ba là nhật ký cài app. Thì mình kích vào cái nhận thẻ. Trước mình đã lấy một cái thẻ 10.000 và đây còn số dư là 4.800. Trước mình đã làm một bài rút tiền trên app điện thoại. Các bạn nhớ kích vào đó. Và đây là mã giới thiệu của mình. Các bạn nhớ cài cái mã giới thiệu này vào. Đó là OVHNP. Thì các bạn nhập vào ô này thì các bạn sẽ được 1.000 và mình cũng sẽ được 1.000. Đây mình giới thiệu tiếp. Nhật ký cái app thì các bạn vào đây. Thì có app nào các bạn cài thì nó sẽ hiện lên đây. Còn đây là app kiếm tiền là được 500. Thì mỗi một cái app này thì các bạn vào đây cài đặt này. Xong là ấn tiếp. Đây khi vào một cái trang này, vào trang app store thì các bạn nhận cài đặt. May mình không cài được, nó chưa lên OM thì không cài được. Ôi ứng dụng này thì thôi, các bạn sẽ có nhiều ứng dụng thôi. Hàng ngày họ sẽ cho ứng dụng cho các bạn thoải mái thao. Các bạn nhớ là cài xong các bạn phải chơi trong vòng 1 phút nhé. Các bạn phải chơi ứng dụng trong vòng 1 phút thì mới được nhận số tiền. Và mình sẽ chia sẻ tiếp tính năng. Đây là tính năng nhận Facebook và sếp để nhận thưởng. Nhưng mà tính năng này thì rất ít người nào sẽ bỏ tiền ra mua. Thì thôi, bỏ qua tính năng đó. Đây là tính năng quay thưởng. Mỗi một ngày các bạn sẽ được quay một lần. Mỗi lần được 300, 500, 1.000. Và đây điểm danh thì các bạn sẽ được 50 xu. 50 đồng ấy. Thì các bạn chịu khó cứ ngày nào cũng vào hai cái này thì các bạn sẽ cũng được tiền. Thì cứ hàng ngày thì các bạn chịu khó vào. Nếu mà ngày nào mà đông app, đây là app này để mình cài đặt, thì mỗi ngày mình sẽ tầm độ được chục cái thì mình được 5.000, hoặc là mỗi app này được 6.000 chẳng hạn thì các bạn sẽ được thêm là 6.000. Mỗi ngày được 6.000, 10 cái thì được 6.000 đúng không? Chúc các bạn may mắn nha. Các bạn nhớ vào ô tài khoản và nhập cho mình OVHNP. Các bạn nhớ subscribe hoặc là tích. Và cái chỗ nào các bạn chưa hiểu thì các bạn nhớ đăng ký bên dưới. Đăng ký và các bạn sẽ nhận xét, biết là ô nhận xét để mình cũng biết các bạn đang cần như nào và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là ô đổi thưởng.
các bạn dùng thẻ Mobi thì gửi đổi thưởng lên thẻ Mobi, và thẻ Viettel thì các bạn đổi thẻ Viettel. Ở trên trên trang của mình đã làm một bài rút thẻ rồi. Đây là thẻ PenPay được 1 đô. Mình ở Việt Nam thì mình cứ làm thẻ Viettel hoặc là thẻ Mobi bán cho mọi người xung quanh là nhanh nhất. Đây là thẻ Bitcoin. Bitcoin là giá trị á. Thôi Bitcoin. Vâng, chúc các bạn sớm thành công và kiếm được nhiều tiền. Các bạn nhớ nhập cái mã OVHNP để chúng ta cùng nhau được nhận 1.000. Đây, các bạn nhập vào mã này cho mình. Khi các bạn cài xong ứng dụng, các bạn muốn chia sẻ cho mọi người thì các bạn phải lấy một cái mã ở đây, là các bạn sẽ có một cái mã chia sẻ cho mọi người. Mọi người chia sẻ thì bạn sẽ được tiền. Đây là nhập mã giới thiệu đây. Các bạn nhập mã giới thiệu vào đây. Ô này, đây nha, vào ô tiền lịch tiền này. Đấy. Vào ô nhập mã giới thiệu, các bạn nhập vào đây. Đây, nhập vào đây. Đây, nhập mã giới thiệu. Các bạn sẽ nhập cái mã OVHNP. Các bạn nhập vào ô này thì các bạn sẽ được tiền là 1.000. Ở dưới ô này thì các bạn sẽ có những mục chia sẻ nhất định cũng được 1.000 luôn. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn, chia sẻ cho các bạn một app mới kiếm tiền ở trên điện thoại iPhone. Đó là app thẻ cào. App thẻ cào đây. Các bạn tải. Ta mở app lên. Ok. Đây, app này mình trước mình đã cài rồi. Thế mình khi mình cài xong mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Đây là phần các bạn tích lên đấy, đây là các phần một là tài khoản này, chức năng này, hai là nhật ký đổi thẻ và ba là nhật ký cài app. Thì mình kích vào cái nhận thẻ. Trước mình đã lấy một cái thẻ 10.000 và đây còn số dư là 4.800. Trước mình đã làm một bài rút tiền trên app điện thoại. Các bạn nhớ kích vào đó. Và đây là mã giới thiệu của mình. Các bạn nhớ cài cái mã giới thiệu này vào. Đó là OVHNP. Thì các bạn nhập vào ô này thì các bạn sẽ được 1.000 và mình cũng sẽ được 1.000. Đây, mình giới thiệu tiếp. Nhật ký cài app thì các bạn vào đây. Thì có app nào các bạn cài thì nó sẽ hiện lên đây. Còn đây là app kiếm tiền là được 500. Thì mỗi một cái app này thì các bạn vào đây cài đặt này. Xong rồi ấn tiếp.
Đây, khi vào một cái trang này, vào trang App Store thì các bạn nhận là máy mình không cài được, nghe nó chưa lên OEM thì không cài được. Ôi, ứng dụng này thì thôi, các bạn sẽ có nhiều ứng dụng thôi. Hàng ngày họ sẽ cho ứng dụng cho các bạn thoải mái thao. Các bạn nhớ là cài xong các bạn phải chơi trong vòng 1 phút nhé. Các bạn phải chơi ứng dụng trong vòng 1 phút thì mới được nhận số tiền. Và mình sẽ chia sẻ tiếp tính năng. Đây là tính năng nhận Facebook và sếp để nhận thưởng. Nhưng mà tính năng này thì rất ít người nào sẽ bỏ tiền ra mua. Thì thôi, bỏ qua tính năng đó. Đây là tính năng quay thưởng. Mỗi một ngày các bạn sẽ được quay một lần. Mỗi lần được 300, 500, 1.000. Và đây điểm danh thì các bạn được sẽ được 50 xu. 50 đồng ấy. Thì các bạn chịu khó cứ ngày nào cũng vào hai cái này thì các bạn sẽ cũng được tiền. Thì cứ hàng ngày thì các bạn chịu khó vào. Nếu mà ngày nào mà đông app, đây là app này để mình cài đặt, thì mỗi ngày mình sẽ tầm độ được chục cái thì mình được 5.000, hoặc là mỗi app này được 6.000 chẳng hạn thì các bạn sẽ được thêm là 6.000. Mỗi ngày được 6.000, 10 cái thì được 6.000, đúng không? Chúc các bạn may mắn nha. Các bạn nhớ vào ô tài khoản và nhập cho mình OVHNP. Các bạn nhớ subscribe hoặc là thích, và cái chỗ nào các bạn chưa hiểu thì các bạn nhớ đăng ký bên dưới, đăng ký và các bạn sẽ nhận xét, biết là ô nhận xét để mình cũng biết các bạn đang cần như nào và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là ô đổi thưởng, các bạn dùng thẻ Mobi thì đổi thưởng thêm thẻ Mobi, và thẻ Viettel thì các bạn đổi thẻ Viettel. Ở trên trên trang của mình đã làm một bài rút thẻ rồi. Đây là thẻ PenPay được 1 đô. Mình ở Việt Nam thì mình cứ làm thẻ Viettel hoặc là thẻ Mobi bán cho mọi người xung quanh là nhanh nhất. Đây là thẻ Bitcoin. Bitcoin là giá trị ấy. Thôi Bitcoin. Vâng, chúc các bạn sớm thành công và kiếm được nhiều tiền. Các bạn nhớ nhập cái mã OVHNP để chúng ta cùng nhau được nhận 1.000. Đây, các bạn nhập vào mã này cho mình. Khi các bạn cài xong ứng dụng, các bạn muốn chia sẻ cho mọi người thì các bạn phải lấy một cái mã ở đây. Là các bạn sẽ có một cái mã chia sẻ cho mọi người. Mọi người chia sẻ thì bạn sẽ được tiền. Đây là nhập mã giới thiệu đây. Các bạn nhập mã giới thiệu vào đây. Ô này, đây nha, vào ô tiền lịch tiền này. Đấy. Vào ô nhập mã giới thiệu, các bạn nhập vào đây. Đây, nhập vào đây. Đây, nhập mã giới thiệu. Các bạn sẽ nhập cái mã OVHNP. Các bạn nhập vào ô này thì các bạn sẽ được tiền là 1.000. Ở dưới ô này thì các bạn sẽ có những mục chia sẻ nhất định, cũng được 1.000 luôn.